Ya Tuhan menyadari di menurut thì nói chung đối với cái phong trào được cái từ là một đuôi mà cũng đẹp là không luôn luôn là bởi vì ở đây là ngày giữa chúng ta gặp được con thai gia đình thì cũng xin phép thì cái gì nó cũng có cái thời gian luôn thì bây giờ gia đình gái đã tiếp đón và chấp nhận theo cái sự tiến trao đổi hồi sáng thì bây giờ cũng gia đình bên của cháu Thành Thi bây giờ cũng nói công bố trước với gia đình của cháu Tâm là thời gian nó cũng có cái gì nó cũng có cái giới hạn bây giờ thì công việc sắp xếp thời gian thì vừa gia đình tạo hạnh phúc luôn mà cũng sắp xếp được cái thời gian đấy mà hai cái gia đình cũng là còn lời thề cái sân khấu đời là họ hàng nữa thì cũng trước hết gia đình của cháu đi tôi đại diện cho gia đình của cháu đi
đâu.